Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 28 tháng 3 năm 2023 chi tiết, giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý. Công việc. Vận trình công việc của những chú chuột trong ngày hôm nay diễn ra bình ổn, Điềm bảo có sóng gió bất ngờ ập tới nhưng mai mà con nhấp này vẫn giữ được cho mình sự vững vàng hiên ngang. Tinh thần có chút xa xúc nhưng người tuổi tí không để nó làm ảnh hưởng tới công việc đang làm. Tình cảm Vận trình tình cảm chưa được như ý muốn, tí mão tương hình, báo hiệu có điều chẳng lành đối với chuyện tình cảm. Tính cách nóng nại của bản mệnh dễ tạo ra tổn thương cho nửa kia con giáp này cần mềm mỏng hơn để dung hòa tốt mối quan hệ này tài chính vận trình tai lọc eo hẹp nguồn thu mặc dù ổn định nhưng do bản mệnh không kiểm soát chi tiêu tốt nên dễ rơi vào tình trạng túng thiếu cẩn trọng tính cách nóng nảy cần tức giận vô cớ gây ra nhiều hiểu lầm cho người khác tuổi giáp tý chuyện tình cảm tồn tại nhiều mâu thuẫn tuổi bính tý ai cũng có thể phạm sai lầm, nhưng quan trọng là làm cách nào để hạn chế nó. Con số may mắn số 8, số 2, màu sắc may mắn màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất. 2. Tử vi hàng ngày của tuổi Sửu công việc. Vận trình công việc của những chú trâu trong ngày hôm nay diễn ra tương đối vất vả. Điềm bảo có họa tiểu nhân đeo bám nên có nhiều cản trở khiến bản mệnh dù cố gắng đến mấy cũng khó có được thành công. Do đó, con giáp này cần phải đề cao cảnh giác trước các mối quan hệ xung quanh, tránh nhẹ dạ cả tinh. Tình cảm Vận trình tình cảm kém sắc, ngũ hành, mộc thổ, tương khắc, gây ra nhiều sự xung đột, mâu thuẫn giữa các cặp đôi. Tuổi sủ độc thân, cũng khó lòng tìm được người ưng ý vì còn rụt rè e ngại trong các mối quan hệ. Tài chính Vận trình tài lộc có biến động, nhắc nhở con giáp này nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý hơn để tránh rơi vào cảnh túng thiếu, vay mượn. Cẩn trọng, vội vàng hay hấp tấp chỉ dẫn tới những quyết định sai lầm. Tuổi đinh sửu, điềm bảo có họa tiểu nhân đeo bám. Tuổi quý sửu, cố gắng cân bằng giữa cảm xúc và lý trí. Con số may mắn số 20, số 7, màu sắc may mắn màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 3. Tử vi hàng ngày của tuổi dân. Công việc. Vận trình công việc của những chủ hộ trong ngày hôm nay diễn ra có chút bất lợi. Tử vi hàng ngày cho biết nhắc nhở con giáp này nên thận trọng hơn trong từng việc mình làm. Bởi đây là thời điểm nhạy cảm nên chỉ cần một chút sai lầm cũng có thể gây ra những tai họa nghiêm trọng. Tình cảm Vận trình tình cảm có chuyển biến tích cực. Tuổi dân độc thân nên mạnh dạn bày tỏ tình cảm với người mình cảm mến vì cơ hội thành đôi ra rất cao. Nhân duyên vượng đem tới nhiều tin vui cho các cặp vợ chồng tài chính vẫn trình tài lộc dồi giao, các hạng mục đầu tư gặp nhiều may mắn mang lại cho con giáp này khoản doanh thu khá cẩn trọng trở nên hấp tấp vội vàng mà bỏ lỡ nhiều cơ hội thăng tiến quý giá tuổi bính dần tự tay đánh mất tình yêu tuổi canh dần nên học cách trân trọng những gì trong hiện tại con số may mắn số 7, số 5 màu sắc may mắn màu cam quý nhân phù trợ tuổi thìn bốn tử vi hàng ngày của tuổi mão công việc vận trình công việc của những chú mèo trong ngày hôm nay diễn ra tương đối phức tạp người tuổi này cần phải chuẩn bị tinh thần thật vững vàng cho những sự cố xảy ra bất ngờ mặt khác may mắn được quý nhân giúp sức nên bản mệnh có được những bước tiến vượt ngoài sự mong đợi tình cảm vẫn trên tình cảm hài hòa tình yêu lứa đôi ngập tràn hạnh phúc và cảm xúc giúp cả hai có thêm động lực để vượt qua các áp lực của cuộc sống tuổi mão độc thân được giới thiệu cho mối nhân duyên tốt đẹp trong hôm nay tài chính vẫn trên tài lộc vượng phát công việc kinh doanh buôn bán được dịp phát tài con giáp này có thêm nhiều khoản thu phụ giúp cho cuộc sống trở nên dư dả hơn. Cẩn trọng Nhắc nhở con nhấp này nên quan tâm hơn tới sức khỏe của bản thân trong ngày mộc khí vượng. Tuổi đinh mão có nhiều cơ hội để làm đầy tuổi tiên. Tuổi tân mão nên chú ý tới vấn đề sức khỏe đặc biệt là gan. Con số may mắn số 11, số 8, màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ Năm, Tử vi hàng ngày của tuổi thân Công việc Vận trình công việc của những chú rong trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ dễ dàng. Đường công danh rộng mở mang tới cho người tuổi này khá nhiều cơ hội để thăng tiến trong ngày. Bản mệnh có đủ thực lực lẫn bản lĩnh để đảm nhận những nhiệm vụ mới. Cấp trên cũng có ý cất nhắc con giáp này lên vị trí cao hơn. Tình cảm Vận trình tình cảm gặp nhiều sóng gió, thân mão tương hại khiến mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi gặp nhiều cản trở. Tình cảm gia đình tưởng chừng gắn bỏ kháng khích nhưng lại vì những lý do hơn thua nhỏ nhen mà trở nên xa cách. Tài chính, vận trình tài lộc phượng phát, tuổi thân hoàn thành đúng mục tiêu đã đề ra và mang về những khoản thu ổn định. Cẩn trọng, nên tận dụng tốt các cơ hội trước mắt để không phải hối tiếc về sau. Tuổi Bình thân, không nên trốn tránh khó khăn. Tuổi Canh Thìn cần mạnh dạng bày tỏ tình cảm của mình. Con số may mắn số 19, số 4. Màu sắc may mắn màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất. 6, tử vi hàng ngày của tuổi Tỵ. Công việc Vận trình công việc của những chú rắn trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông. Khả năng ứng biến mau lẹ và nhạy bén giúp cho người tuổi này vượt qua khá nhiều trở ngại trước mắt. Cùng với sự trợ giúp của quý nhân mà người tuổi tỵ có thể gặt hái được khá nhiều thành tựu trong ngày hôm nay. Tình cảm Vận trình tình cảm từ sáng Ngũ hành tương sinh giúp cho tình yêu lửa đôi thêm nồng nàn và mặn mà. Mặc dù khó tránh khỏi những tác động bên ngoài, nhưng bằng tình yêu lớn lao, cả hai vẫn giữ được tình yêu này. Tài chính Vận trình tài lộc do giao, tin vui về tiền bạc đến từ công việc chính lẫn phụ, mang lại cho người tuổi này cuộc sống dư dả thoải mái hơn trước. Cẩn trọng, vội vàng, sốt sắn, quá mức mà có những hành động thiếu sáng suốt. Tuổi kỷ tỵ cần mạnh dạng bày tỏ tình cảm trong lòng. Tuổi đinh tỵ đừng nên trốn tránh mãi một vấn đề. Con số may mắn số 2, số 19, màu sắc may mắn màu tím, quý nhân phù trợ tuổi mùi. 7. Tử vi hàng ngày của tuổi ngọ, công việc. Vận trình công việc của tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra có chút xáo trộn khuyên con giáp này nên tranh thủ để giải quyết tốt các mâu thuẫn trước đó. Ngoài ra, người tuổi ngọ trở nên để cảm xúc riêng tư làm ảnh hưởng tới kết quả cũng như con đường thăng tiến trong tương lai. Tình cảm Vận trình tình cảm chưa đủ trọn vẹn, tuổi ngọ với nửa kia có sự bất đồng trong quan điểm lẫn lý tưởng. Cả hai không tìm được tiếng nói chung, nên việc nảy sinh mâu thuẫn xung đột chỉ là chuyện sớm muộn tài chính vận trình tài lộc vô cùng rực rỡ phương diện tài chính không có vấn đề cần che trách khi người làm kinh doanh liên tục có những khoản thu rủng rỉnh cẩn trọng tránh cơ sở cứng nhắc cố chấp gây mất lòng người khác tuổi mậu ngọ chuyện tình cảm còn điều buồn phiền tuổi canh ngọ mối quan hệ tình cảm đứng trên bờ vực đổ vỡ con số may mắn số 5, số 4 màu sắc may mắn màu vàng quý nhân phù trợ tuổi sửu 8. tử vi hàng ngày của tuổi mùi công việc vận trình công việc của tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra không dễ dàng đường công danh có dấu hiệu bị phá hoại mọi công sức bấy lâu chỉ trong phút chốc đã bị phá hủy họa thị phi bổ quay khiến con giáp này đánh mất uy tín danh dự của bản thân trực tiếp ảnh hưởng tới công việc làm ăn. Tình cảm Vận trình tình cảm trục trặc Ngũ hành mộc thổ tương xung khiến cho chuyện tình yêu lứa đôi chồng chất thêm nhiều mâu thuẫn. Tuổi môi độc thân, khó tìm được ý trung nhân khi cứ mãi sống trong quá khứ. Tài chính, vận trình tài lộc đi xuống, công việc làm ăn khó khăn, tiền tài eo hẹp cũng làm giảm chất lượng cuộc sống của con nháp này cẩn trọng, không nên nhẹ dạ cả tin dù là người thân thiết ra sao. Tuổi ất môi, dễ gặp những chuyện dở khóc, dở cười. Tuổi tân môi, nhẹ dạ cả tin nên dễ bị lợi dụng. Con số may mắn, số 25, số 9, màu sắc may mắn, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi mão. 9. Tử vi hàng ngày của tuổi thân Công việc Vận trình công việc của tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông, nhờ có các tinh nâng đỡ nên đường công danh của người tuổi thân phất lên như diều gặp gió. Vốn là người có tài, nhìn xa trông rộng và có khả năng ứng xử linh hoạt nên con giáp này có thể thành công trên bất cứ mọi lĩnh vực. Tình cảm Vận trình tình cảm kém sắc Người tuổi này làm việc quên cả thời gian, gia đình, nên vô hình chung tạo cho đối phương cảm giác bất an, buồn phiền. Người độc thân cũng vì mải mê kiếm tiền mà không để tâm tới việc yêu đương. Tài chính Vẫn trên tài lộc Không tệ Những công sức không ngừng nghỉ của bản mệnh cuối cùng cũng được đáp trả bằng những kết quả xứng đáng. Cẩn trọng Chưa cân bằng tốt giữa thời gian dành cho gia đình và công việc. Tuổi canh thân không nên để cảm xúc dẫn lối. Tuổi nhâm thân nên nhìn thẳng vào vấn đề đang gặp phải. Con số may mắn số 34, số 72, màu sắc may mắn màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dân. 10. Tử vi hàng ngày của tuổi dậu Công việc Vận trình công việc của những chú gà trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ, Mọi khó khăn và khúc mắc trong khoảng thời gian trước đã được dần tháo gỡ. Tinh thần làm việc hăng hái, nhiệt tình và kiên trì giúp cho những người tuổi dậu từng bước chinh phục được các dự định đã đặt ra trước đó. Tình cảm Vận trình tình cảm chưa được như mong đợi. Mối quan hệ tình cảm của người tuổi dậu với nửa kia có những vết nứt nhất định. Những người đã lập gia đình cần giữ khoảng cách an toàn với người khác giới nếu không muốn có hiểu lầm xảy ra. Tài chính Vận trình tài lộc tăng tiến, chất lượng cuộc sống được cải thiện nhờ những nguồn thu rủng rỉnh dư giả trong ngày. Cẩn trọng Cơ thể mệt mỏi, căng thẳng vì áp lực công việc nặng nề. Tuổi đinh dậu Cần thẳng thắn và nghiêm khắc hơn với bản thân. Tuổi quý dậu đừng cứ mãi đi tìm điều hoàn hảo. Con số may mắn số 14, số 1. Màu sắc may mắn màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 11. Tử vi hàng ngày của tuổi Tuất. Công việc. Vận trình công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng hanh thông. Con đường thăng quan tiến chức đã ở ngay trước mắt khi con nháp này liên tục nhận được lời khen, đánh giá cao của cấp trên. Mối quan hệ xã giao tốt đẹp cũng mang lại cho bản mệnh nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Tình cảm Vận trình tình cảm hài hoa Công việc dù bận rộn cách mấy thì người tuổi tuất cũng không quên dành sự quan tâm, tình yêu thương cho gia đình. Đối phương trân trọng tình cảm đó và luôn sẵn sàng chia sẻ mọi khó khăn, áp lực mà bản mệnh đang phải gánh chịu. Tài chính Vận trình tài lộc được nâng cao tuy nhiên con giáp này phải dần tính tới các phương án kiếm tiền dự phòng để cải thiện nguồn tài chính hiện tại. Cẩn trọng, tránh chủ quan, cố chấp và không nghe lời khuyên của người khác. Tuổi giáp tuất nên chăm chút vùng vẹn cho tình yêu mỗi ngày. Tuổi canh tuất sau này phải hối tiếc về những chuyện ngày hôm nay. Con số may mắn số 21, số 9, màu sắc may mắn màu vàng quý nhân phù trợ tuổi tỵ 12. Tử vi hàng ngày của tuổi hợi Công việc Vận trình công việc của tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra tương đối vất vả. Dường như tuổi hợi đã quá nóng vội trong các quyết định đầu tư và làm ăn trong kinh doanh. Thêm nữa, con giáp này nhẹ dạ cả tin nên trao lầm niềm tin cho kẻ xấu. Vì thế mà công việc phải đối diện với nhiều tai họa nghiêm trọng tình cảm vận trình tình cảm gặp trục trặc ngũ hành bản mệnh sinh xuất gây cản trở công cuộc kiếm tìm tình yêu của người độc thân con giáp này vẫn đang cứ lay hoay trong việc tìm kiếm một nửa yêu thương tài chính vận trình tài lộc tuột dốc không phanh con giáp này cần phải giữ vững tinh thần trước họa hao tài tốn của cẩn trọng không thể ứng biến tru toàn cho những vấn đề phát sinh bất ngờ. Tuổi ất hợi, điềm bảo có họa hao tài tốn của. Tuổi quý hợi, thất bại hết lần này tới lần khác. Con số may mắn số 6, số 14, màu sắc may mắn màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi sửu.